thấy không có đầu không có giò cũng nhiều lắm. Dạ đi xuống đây canh xô xe đó mày. Cô nghe nó nói mà, rồi cô nói nó còn nói là bạn xe bạn xuống đấy như mày, thì tôi nghe cái bắt đầu cô điện bé này nó xuống này nó lật đật nó chạy nó đi làm, mà nó ra tới ngã ba cô nói con ngã ba con ra bên con coi chừng, thứ nhất con chết thứ hai con nghẹt giò, nếu con cố gắng dạ con có chị gắt, nếu gắt gắt có răm 1 phút không bằng cái mạng con thì nó cố tình nó chạy, cô biết gãy giò nó xô gãy giò, mà nó cái thằng mấy ông bên đó, nó gật đầu nó nói không có ông được tôi lấy mạng như này, tại vì nó ủa sao kêu cô bằng ông ngộ lắm, tại vì cái cô cái thằng cô phần nam không mà chứ á, cho nên là không phải cô nó mấy phần âm nó kêu cô bằng âm không mà. Dạ cô ơi, sẵn đây mấy con mới vừa nghe cô kể về cái cuộc đời của cô từng chấp đi sống lại mà bỏ vào áo quan hết 3 lần rồi xét đánh, nghe rất là ly kỳ ở những cái con trước. Thì sẵn đây cho con hỏi là hiện tại bây giờ cô đôi mắt âm dương của cô có thể là ví dụ đi đứng ở bên ngoài vào ban đêm hay chiều thì cô có thể là gặp những cái hương linh người lớn không, hay là ngoài cô gặp hết tất cả, cô biết hết tất cả, toàn kẻ lớn người nhỏ thì cô có duyên gì. Các vị đi đến đó mà cô biết người đó có nhà hàng không, hoặc các vị muốn làm ăn được gì cô biết làm được hay là không, chưa đi cô biết được hay không. Dạ. Còn cô có bí quyết rất hay như vậy cũng do trong cái tâm mình làm ra, chứ cô không có cái gì hết. Rồi có lần nào cô đi ngoài đường mà vô tình bất chợt cô gặp những cái hương linh mà người ta muốn cầu cứu cô không? Có, cũng có nhiều, cũng cô giúp cái này nhiều hơn. Con bé này nó lật đật nó chạy nó đi làm, mà nó ra tới ngã ba con nói con ngã ba con ra bên con coi chừng, thứ nhất con chết thứ hai con nghẹt giò, nếu con cố gắng dạ con có chị gắt, nếu gắt gắt có răm 1 phút không bằng cái mạng con thì nó cố tình nó chạy, con biết gãy giò nó quỳ nó lại cô là té ngay chỗ đó, té ngay chỗ đó gãy giò. Cô nói con ơi, bột đó bên đó đốt nó đứng này nó chờ con lâu lắm rồi, nếu con đứng con chạy là một gãy giò, hai là chết. Nó giờ con đi học mà nó là lặng nó chạy thì nó chạy khới cô, mà bữa đó mà cô không đứng đó thì con nhỏ này nó chết. Nó cô biết con chạy tới cô thì cô thấy nó xô gãy giò, mà nó cái thằng mấy ông bên đó nó gật đầu nó nói không có ông được tôi lấy mạng như này, tại vì nó ủa sao kêu cô bằng ông ngộ lắm, tại vì cái thằng cô phần nam không mà chứ á, cho nên là không phải cô nó mấy phần âm nó kêu cô bằng ông không mà. Nó nói tôi nể ông chứ tôi xô nhỏ này chết, tại vì mấy anh này con biết không, nó canh nó xô cái con nhỏ này chạy gãy 2 khúc luôn, vợ chồng nó quỳ lại cô nói đã cô nói rồi, cô nói là nó tính đâu là cô là thường ô tôi giờ tôi bắt đi con quyền là đặt đi, cô nói nếu mà con đi con chuyện đó thì cô có thứ hai là thành phố nó xuống cô thì cô nghe tối cô ngủ nghe đám mình nó nói bữa nay trên xe đi xuống đây mà có nhỏ có bầu 3-4 tháng gì mà bấy bà già đi xuống đây canh xô xe đó mày. Cô nghe nó nói mà, rồi cô nói nó còn nói là bạn xe bạn xuống đấy như mày, thì tôi nghe cái bắt đầu cô điện bé này nó xuống hỏi con rồi con đến con xuống con nói kỹ là phải con trên xe con bữa nay đi là có con bé con nó có bầu 2 tháng 3 tháng không, dạ có rồi cô nói rồi con coi bản số xe con đi, bản số xe máy, rồi nó nói là cô chết là không được đi, cô báo con là chuyện có chuyện xảy ra đó, một là công an nó hút phạt tiền, hai là chết người, thì nó cũng mà nó nói cô tại con có câu chuyện con đi đám cưới mà con sẵn đi đám cưới con ghét cô luôn, tại rồi đi con biết không, đi cũng bị tai nạn, con nhỏ té xảy thai mà kẻ bị thương chết một người, gia đình nó vô lại đã cô nói rồi, cô nói không sai đây cô nghe, cô đã hỏi phải tên xe đó có nhỏ có bầu không, nó còn hỏi cô là sao cô biết, cô nói đã cô nói là cô đừng hỏi sao cô biết, thì đó là cô cũng có nhân viên nó nhiều, thì thầy sư thầy này đi công chuyện đi đây ra tới Đà Lạt, thì cô nói thầy ơi đi Đà Lạt cũng không có thầy sư phụ già, thầy đó sư phụ chờ hứa của nay có, nhưng mà sư phụ có đột xuất đi thì rõ ràng từ đây ra mấy trăm cây đâu phải sư phụ cũng có nhà mà nhiều khi nhiều việc lắm đó. Cô còn giúp cho cái thằng nhà thằng Hải Dương mà nó đâm chết 6 người trên Bình Phước á, cô cúng cái nhà đó mà không ai dám vô ngủ, chết 6 người không ai dám vô ngủ mà cô đến cô cúng là vô ngủ bình thường dạ thằng Hải Dương nó giết con lúc 6 người đó.
Rồi, ví dụ thảm sát hay ở đó, đúng không? Không, già đó không ai dám vô ngủ, bướng nhà người ta 20-30 triệu không dám vô ngủ. Thì nhờ cô đến cô cúng, thì tối cô ngủ đó luôn, gia đình hỏi cô thấy cái gì, nào có thấy gì đâu. Tôi đến đó thì tôi đến tôi ngủ, ông nội nó không dám lại nó, thì tôi cô đến đó thì cô chẳng thấy một, cô cúng xong giờ về ngủ bình thường. Bình thường không ai dám vô ngủ hết, nhà với 6 người, nhà thắt cổ 3-4 người cũng vậy, không ấy cô đến hỏi cô thấy không, cô đến đó. Cho nên là cô Nam Mô Đà Phật, thì cho nên mình muốn gọi là ăn ngay ở thẳng, có hành độ cho lâu. Đức Quỳnh giáo chủ nói rất là rõ ràng, cho nên là mình muốn quỷ thần kinh nói động mình phải làm đúng, mình phải nhẫn, mình phải chủ tướng phải đúng, thì mấy thằng mà thằng thà nó mới sợ mình. Mà mình làm chủ tướng mà mình làm sai, mình tham tiền, mình ích kỷ, mình làm không đúng thì binh lính nó không bao giờ nó nghe mình. Làm tướng là phải làm cho trung thực đó. Cho nên cô rất là hạng thắng, cho nên phiên các vị đây, muốn người ta tôn trọng các vị thì các vị hãy nô tôn trọng người ta trước, chứ không phải mình làm việc rồi mình bắt chúng nó phải bái lại mình, rồi mình coi nó là cũng là như là người hầu của mình, thì các vị làm sao mà đứng vững trên thương trường mà làm tướng này. Đó là cô nói bằng sự thật. Huynh đệ nào làm việc thời gian này nên đừng nên bắt người ta phục mình phải phục người ta trước, mình là nãy người ta mới nể mình, chứ các vị đừng nên mượn áo mà bắt người ta phải làm hiếu điều như đấm bóp mình mà làm cho là người hầu của mình thì không được phép. Bởi vì mình làm việc này là mình giúp đỡ cho bá tánh, khuyên bá tánh ăn hiền ở lành, ở trên đưa các vị xuống ăn hiền ở lành, mà chứ không phải xuống ở đến hôm nay mà các vị mà phải bắt người ta làm lại mình là các vị đã sai rồi. Cho nên các vị hãy sửa lại đi, chứ đừng bắt người ta kêu mình bằng mẹ bằng cha. Bà già 80 tuổi mà có nhiều vị mới có 5-3 năm mấy tuổi, 2-3-4 mấy tuổi gì mà phải bắt bà cụ kêu mình chưa được đi xuất gia mình còn tóc mà kêu mình bằng mẹ mà xưng con cô, rất là đạo đức rất nhiều. Cho nên phiên các vị đây, đừng bắt những cụ già đó mà kêu mình bằng mẹ chứ bằng con, thì các vị đổ địa ngục rất nhiều. Tại tôi báo cho các vị biết tội rồi, ơn trên cha mẹ kêu các vị xuống đây để tu, để giúp đỡ, để làm phước ngày giờ. Mà sao các vị đây để các vị bắt những cụ già mà kêu bằng mẹ bằng cha mà xưng bằng con, rõ ràng cô chứng kiến. Thì xin huynh đệ hãy sửa lại đi, chứ đừng nên có hải cụ bà 80 tuổi bồ tát đến thử huynh đệ mà huynh đệ không biết đó, chứ sao mà bắt người ta kêu vậy. Dù mình làm thầy chẳng nữa, mình cũng như người ta, đừng nên bắt người ta mà làm thầy kêu xưng con và chắp tay lại và quỳ gối lại luôn. Cô chứng kiến hiện là thầy là tại vì cô coi YouTube cô thấy. Cho nên các vị ơi, đừng nên làm như vậy, hãy sửa lại đi, phải tôn trọng người già lớn tuổi. Cô đi xuất gia rồi, nhưng cô ấy ai lớn tuổi hơn cô? Cô kêu cụ mà lớn hơn chút cô kêu bằng cô, chứ cô không có bắt người ta kêu mình xưng con đâu. Tội lỗi lắm, mình làm thầy đây là thầy tớ người ta đây chứ thầy gì đây. Mình làm người ta mới cho lương mình không làm ai cho mình đó. Còn mình bắt người ta kêu mẹ xưng mình bằng mẹ mà mình phải bắt người ta đưa tiền mình nữa, mẹ phải cho tiền con chứ sao mà bắt con cho tiền mẹ. Các cô chứng kiến rất nhiều, thầy phiên các vị đây hãy sửa lại, chứ để mai ra ơn trên người ta hâu dời thì mình khổ. Đó là cô nói huynh đệ là việc tần gian này nên đừng nên mượn áo cha áo mẹ mà bắt người lớn tuổi mà lại sinh mình đó, thì không đúng lực đúng phép đâu. Vì các vị mặc dù các vị được cái hưởng cái lọc đó chút xíu cũng không có ăn thua gì đâu, thì cái lọc đó không có ăn thua gì người đâu. Đừng bắt người ta, biết người ta ông bà người ta như thế nào mà các vị làm như vậy thì các vị sẽ sai. Đừng có xưng tên dỗ ngực, đừng có mượn danh bắt người lớn tuổi thung, thì tôi rất là đau với các vị. Cho nên các vị hãy sửa lại, đó là cô nói bằng sự thật. Huynh đệ tất cả bá tánh hãy đừng nhìn cho kỹ đi rồi hãy làm. Tại sao cụ bà lớn tuổi mà phải kêu người đó xưng mẹ mà xưng con là không được, dù có giúp cho các vị cỡ nào thì các vị cũng không đúng phép. Cô giúp hàng trăm người từ chết tỉnh dậy mà từ bệnh ung thư bác sĩ chơi còn
Thế là được mà cô chưa có kêu được. Tại vì rồi các vị có làm được cho người ta cái gì mà các vị bắt người ta phục tùng mình? Đó là cô nói bằng sự thật, đừng có mượn cái áo đó mà để chi tội nghiệp những người lớn tuổi. Đó cô nói bằng cái sự thật đó, đừng nên mà như vậy. Ba Tánh hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại tu đúng. Cho nên là hãy nhìn cho kỹ, được thấy ma cúi lại mẹ mà thấy Phật Bồ Tát không lại, đó là sai. A Di Đà Phật, đó là cô nói bằng sự thật. Dạ. Cho nên đừng có phải thấy chùa lớn chùa to rồi đó là Phật lớn, mà chỗ nghèo nè chỗ này không có gì là không phải có Phật đâu. A Di Đà Phật, thấy chùa lớn chùa to, thấy ông sư phụ đi xe bự rồi này bự là to là không phải đâu, phải nhìn cho kỹ. Bây giờ ta quỷ dương nó mượn áo cà sa nó chui vô rất nhiều, cho nên các vị hãy kêu mẹ kêu cha kêu sư phụ hay gì phải nhìn cho kỹ, chứ kiểu thấy người rách nát thì coi thường người ta, còn thấy thấy ngã quỷ xuất sinh cúi đầu lại, đó là các vị tổn họ đó. Đó là cô tâm thành cô nói bằng sự thật đó, không phải mang dép trách là Bồ Tát khởi muôn mặt, chứ không phải là Bồ Tát nói Bồ Tát phải mặc đồ đẹp cho các vị nhìn, xe bự nhà bự cho các vị nhìn đâu. Nam mô A Di Phật, cô nói bằng sự thật. Cho nên cô nói hay lớn chưa chắc là lớn, nhỏ chưa chắc gì nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật, cho nên mình nói dạ, mình dai lớn chứ mình không có chức xuất sắc đâu. Phật. Dạ, cô cho con hỏi thêm á. Thì tại vì vấn đề này nãy con có nghe cô nói rồi chứ ở hôm qua clip trước. Thì do đó con mới có cái câu hỏi để con muốn hỏi để con biết thêm á. Thì như cô vậy đó, nãy giờ cô nói là cô từng nghe bên tai những cái hương linh quấy phá, những cái quan hồn quấy phá những cái người còn sống. Thì ngoài ra thì cô còn đi còn gặp những cái hương linh nào mà cầu cứu cô để cho họ muốn đi tu tập, hay là cô giúp nhiều cô lắm. Gặp những cái sự việc mà quan hồn đó nó gùng gợn như thế nào không cô? Rất là nhiều. Con khi đi cô thấy không có đầu không có giò cũng nhiều lắm. Cũng có đầu không mà có. Cô có cứu vớt được ai để đi tu tập không về những hương linh đó? Có nhiều lắm, cô đưa cô giúp nhiều lắm, cô giúp cũng nhiều đứa nó bỏ 20-30 cái hai mà nó làm cho cái người đó điên mà cả quần cả áo ra. Mà bây giờ cô nàng này hết thì cô nàng này có chồng như Kiều luôn rồi. Còn cái hương linh đó cô, còn hương cái quan hồn nó như thế nào cô? Vừa qua cô cũng có ra căn có hương linh, cô có quay vô clip cô này cũng có hương linh cũng cứu người ta ra căn. Hương linh nó cũng mượn cái xác người này nó quậy mày, bây giờ nó ra khỏi xác nó cũng khỏe rồi. Hiện tại bây giờ là cô đi đến đâu mà chỗ đó mà có quan hồn có ma là cô có mắt thưởng cô là thấy hết. Bởi vậy giống như gọi là hết. Cô sư cô là có đôi mắt âm dương này. Cô biết hết mà. Cô biết còn nhà con có ma, nhà con đi chỗ nào con cũng biết, nhà con có cây cổ thụ nó nằm ở đâu, cây chặt cây nào không xin tôi biết hết mà. Đi khỏi con còn biết nhà con có cây gì nữa mà. Có nhiều người con mấy con nó đi khỏi cô nó cô dùm cho con cái cô nhìn nó đi. Nhà sao chặt cây hai cây sao không xin phép gì nhà có. Nhà con ngày xưa có đây có dưới lại nhà có. Như nên là cô nghĩ là mình sống tốt, tự nhiên ông Phật ổng khiến cho mình có cả mắt có lỗ tai nghe, cô có nhĩ nghe mà có mắt nhìn đó. Cho nên mình muốn được tâm tiền tâm, mình muốn tâm mình hòa với tâm Phật thì mình phải làm như Phật thì mới được tâm hòa với Phật, chứ mình mà nói một đường mà làm một nẻo là mình không có được tâm Phật đâu. Tại vì con cũng nghe có một câu là Phật dụng tâm chứ không đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi hình cái hữu hình mình muốn mình tâm với Phật Phật với mình thì mình phải hành, chứ mình đừng có tôi bây giờ tôi nói tôi tốt mà tôi làm xấu là không có được. Mình hãy lấy cái tâm mình làm ra thì mình sẽ có, chứ đừng có gì dụng cái danh dùng. Lấy đức thắng tài là người quân tử, mà lấy tài thắng đức là kẻ tiểu nhân, cái danh không có mang được mình điều gì đâu. Bá Tánh ơi, Bá Tánh hãy nhìn cho kỹ gì mà đời mẹ pháp này phiên Bá Tánh đây chỗ nào mà người ta lấy tiền chục triệu 20-30 triệu thì các chị hãy nhìn kỹ lại là thứ nhất. Nó các chị hãy nhìn cho kỹ chứ đừng có đâm đầu vô, kẻo nó tiền mất tật mang, người ta lừa mình là lợi dụng mình không biết là thứ nhất. Thứ hai là các vị đi chỗ nào mà người ta xưng danh rất là cao mà thấy người ta không làm được việc gì lợi ích, mà người ta xưng danh cao mà người ta đắc đai bao la tất cả bao la, thì các vị hãy nhìn cho kỹ lại coi đúng hay là không. Trước khi nhận kia vị đó bằng mẹ thì phải nhìn cho kỹ, chứ mình nhìn không kỹ về sau này mang tội dưới ông bà của quyền của mình. Vì ông bà của mình cũng lớn lắm chứ không có phải nhỏ đâu, có khi ông bà của mười quyền mình lớn lớn hơn cái người làm thầy chứ chưa chắc người làm thầy lớn hơn.
Cho nên khuyên các vị đây, tu không mới, tu phải buông xả, giác ngộ. Giác gì? Ngộ ra điều tốt, chứ không phải là giác cái tiền, cái ham sân si giác lưu vô mà cái gì giác. Giác ngộ là sao? Ngộ ra được ta làm xấu, bây giờ ta làm tốt đó. Cho nên là tu phải giác ngộ, lưu ý Phật, giác cái tốt vô, giác cái Phật vô, chứ không phải giác ngã quỷ xuất sinh vô. Đó là cô nói bằng sự thật. Hãy đừng nên mê, hãy thức tỉnh lại, rồi các vị nhà nhà đừng làm tổn hại ông bà của quyền mình. Mình coi một chị thầy đó mà mình tội với ông bà của quyền của mình tôn thờ người ta, mình bỏ mình lại người đó bằng cha bằng mẹ, mà mình về nhà mình không có lại ông bà của quyền, mình không có sống tốt với ông bà của mình mà chết của mình, thì mình mắc tội với ông bà của mình quá khứ. Đó là cô nói bằng cái sự thật của Phật. Dạ sư cô ơi, sẵn đây sư cô là người có đôi mắt âm dương á, sư cô từng trải qua chết đi sống lại nhiều lần thì mới có được cái năng lực đó. Còn thứ hai nữa, con thấy những đứa trẻ có khi 4 tuổi, có khi 7 tuổi, mười mấy tuổi, tự nhiên bộc phát lên là có cái đôi mắt âm dương, là nhìn thấy sao hè mình, hay là đi tới đâu là những nơi mà tâm linh mồ mả là có thể là thấy những cái hồn quan hồn ma. Thì những cái cậu bé, những cái thiếu nữ đó thì tại sao lại có được cái đôi mắt mà để thấy những cái quan hồn đó? Cái thấy cô đó không phải nhỏ, nhiều khi mấy đứa cháu cô nó cũng thấy đó, nó cũng thời gian không thấy nữa, cho nên cái về sau nó cũng bị bệnh, bị điên. Cho nên là cô nói là nó thấy cái đó, nó thấy được, nhưng mà quan trọng nó có độ cho người ta được không? Nó thấy cái đó, nó thấy cái đó nhưng mà nó không có độ được người ta. Nó không có độ người ta được, cho nên nó thấy được không điều tốt. Dạ, vậy là thấy ma quỷ mà mắt tự thấy là cái phải độ cho người ta. Mình thấy mình phải độ cho người ta mới được, còn mình không độ cho người ta thì thấy để lâu thì thành tẩu quả nhập ma. Lưu ý, thấy phải độ cho người ta được, còn thấy vậy lâu không tốt đâu, tại vì cô chứng kiến nhiều lắm. Thấy được phải độ cho người đó được, còn thấy mà nó không được thì sau này nó nhát nó làm riết thì mình không tốt, vì nó thành ra tầm cảm, nó áp mình. Có nhiều người thấy riết là điên luôn đó. Là bây giờ lại có nhiều đứa trẻ lại có cái đôi mắt âm dương gì đó, cô không biết hiểu sao thôi. Nhiều lắm, cái đó là cô thấy, cô biết nhiều người lớn cũng vẫn có. Nam ơi là Phật, thì phải hiểu cho điểm này là tâm linh, cái tâm mình cái thì mới gặp linh được, gọi là tâm linh. Linh ứng như thần ứng, thì cái tâm mình tốt thì mới gặp tâm linh. Còn gọi là tâm linh là cái tâm mình tốt thì mới linh ứng mình, nói người ta mới thấy biết được. Còn mình cái tâm linh mà mình không có biết nói thì cũng không thành công đâu ơi đâu bạn. Dạ giờ này thì tới giờ tụng kinh của sư phụ, cô chú anh chị, thì em cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe cái mẫu chuyện về sư cô chết đi sống lại 3 lần, và lần cuối cùng đánh và cháy quan tài, nắp quan tài của cô chú anh chị, và cô bất ngờ có được đôi mắt âm dương, nhìn được hồn ma bóng quế đi giữa ban ngày. Và giờ này thì em xin kết thúc clip này tại đây. Nếu cô chú anh chị là người mới đến với video của em thì hãy nhấn nút đăng ký để xem được nhiều video hay và ý nghĩa tại kênh của em. Và em chúc cô chú anh chị một ngày mới làm nhiều công việc tốt và thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và dạ, em thân ái kính chào cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở clip sau nhé.